Chào các bác nha. Đây các bác, lại vẫn là ngày mới công việc cũ thôi. Thì vừa rồi thì cũng có rất là nhiều các bác mà thắc mắc là không biết được là vợ chồng em đi rừng để lấy những cái gì. Thì thực ra thì vợ chồng em đấy thì ở đây gần rừng núi thì em đi rừng chủ yếu ở lấy các cái loại cây thảo dược và một số cái củ quả để về mà sử dụng để đun nước uống hoặc là để ngâm rượu các bác nhé. Thì ở một số các cái video trước thì em cũng có chia sẻ về các cái loại thảo dược như là cỏ mắt gan, ba kích và một số cái loại thảo dược rừng khác. Thì hôm nay thì cũng nhân tiện đây để em phơi cái củ sâm béo đen này thì em chia sẻ một chút qua về cái công dụng của củ sâm béo đen này cho một số bác mà có thể là chưa được biết đến cái củ sâm béo đen như các bác nhé. Thì đây là cái củ sâm béo đen mà em đã thái ra rồi và em phơi nó cũng sắp khô rồi, thì tranh thủ buổi sáng hôm nay để em phơi lốt cái bụi cái lắng này để cho nó khô để gửi đi cho các bác để các bác sử dụng để đun nước uống. Thì với cái củ sâm béo đen này thì cũng có một số cái công dụng rất là tốt các bác, như là bồi bổ sức khỏe này, giúp ăn ngủ tốt, và nếu mà mình ngâm tửu ấy thì là tốt cho cả về sinh lý về nam và nữ. Thì cái củ sâm béo đen này thì thường là nó mọc ở trên rừng và em lấy chỉ có lấy phần củ thôi các bác, tại vì tất cả các dược chất tốt nhất nó nằm ở cái phần củ này. Thì em lấy thì cái cách sử dụng về thì cũng đã khá là đơn giản các bác, mình cũng có thể là sử dụng tươi và có thể là sử dụng phơi khô để sao lên để sắc nước hoặc là sắc nước uống ấy, hoặc là có thể mình ngâm tửu. Thì cách sử dụng thì chỉ cần đun có một độc vị thôi, là cái củ sâm béo đen này mình có thể đun nước uống hoặc là có thể là ngâm tửu, rất đơn giản các bác. Có túi xoài lại ra ăn trộm rồi. Thế cơ mà. Này bây giờ hoa quả bây giờ cứ phải mang đi giấu mà mập. Đây có túi xoài chín. Giời cái mồm. Ôi giời ơi, ăn nhây nhớp hết cả da mà bạn. Này liệu là tí nữa nó có nhè được cái hạt ra không? Ui giời ơi, ui giời đấy. Ui giời, ăn cũng biết nhè hạt ra. Ăn nhè hạt, nhè vỏ, ăn mỗi cái xoài thôi. Đấy, mập khôn chưa các bác? Đấy, ăn cái vỏ của cái quả xoài nó hơi dai với lại cái hạt của quả xoài. Đấy, nó chỉ mút cái nước cái thịt xoài thôi chứ còn vỏ mới lại hạt nó vẫn bỏ ra. Đúng thật là mập này.
Đây các bác, hôm nay thì nhà em thì chia sẻ rất là nhiều về những cái video là đi rừng này, công việc ở nhà, làm ở trong nhà. Thì hôm nay em xin chia sẻ một chút về cái khung cảnh buổi tối của gia đình nhà em. Thì đây là cái chỗ mà cái bờ ao mà phía trước trước nhà em ấy, thì vừa rồi nhà em có xây cái bờ rào ở cái chỗ đằng này. Thế nhưng mà hiện tại thì chưa có bù đất được ở cái đoạn này, nó cũng chưa bằng. Thế nhân tiện ở cái chỗ này thì nhà em có một cái gốc cây si, còn hay là còn gọi là cây xanh ấy. Nó rất là to và rất là mát. Và đằng trước đây là cánh đồng. Ban ngày thì nhà em chia sẻ video thì các bác rõ rồi. Thế đây là buổi tối ở cái cánh đồng chỗ nhà em đây. Và đằng dưới này là cái cây si, cây xanh rất là to lớn của nhà em. Thì vừa rồi nhà em có mua một bộ bàn ghế là để ở chỗ này. Thì thỉnh thoảng những cái mùa hè ấy, thì buổi tối hoặc là buổi trưa thì ra đây ngồi rất là mát. Gió đồng này, bên cạnh kia là ao, và đằng trước này, phía trước này là cánh đồng. Thì nó không có một cái gì khuất cả, cho nên là gió rất là mát. Và buổi tối vừa ra ngắm này, trăng thanh đây các bác. Đây là trăng thanh, gió mát. Mà ra ngoài này những buổi tối mà có thể là rảnh rỗi, mình sẽ ra đây mình ngồi nghỉ ngơi này, giải lao chẳng hạn. Thì những cái buổi tối mà khi mà không có công việc, không cần phải xử lý cái vấn việc gì ấy, thì có thể rảnh rỗi, thì có thể là ra ngoài này ngồi nó cũng thảnh thơi, gió mát và nó cũng thoải mái hơn đấy các bác. Thường là ở thành phố thì có thể là các bác có thể là đi uống nước này, đi các quán, hoặc là có thể tụ tập bạn bè. Nhưng mà ở chỗ em thì do là các hộ gia đình nó cũng khá là xa nhau, vậy cho nên là nếu mà đi để mà đi buổi tối mà đi chơi thì cũng rất là hạn chế, cũng không có hay đi đâu chơi. Vậy cho nên là gần như là gia đình tự cung tự cầu. Khi mà buổi tối mà rảnh rỗi thì có thể là mình sẽ nghỉ ngơi giải lao. Ở ngoài cái đoạn này thì nó gió nó rất là mát các bạn, rất là thoáng. Cho dù là nhà em thì ở chỗ nhà em này thì cũng chủ yếu là cây cối thôi, cũng không có bị che chắn không. Thế nhưng mà khi mà mình ngồi ở ngoài trời như thế này này, ở phía trước là cánh đồng, phía bên cạnh là hồ nước, ao nước, rồi bên trên là cây cối. Có lẽ là bác nào mà đã từng ở quê thì các bác sẽ nhớ, rất là nhớ những cái kỷ niệm và ngày trước. Vậy cho nên là qua những cái video thì nhà em cũng chỉ mong muốn là gửi tới một số những cái ký ức, những cái kỷ niệm mà có thể là các bác đã từng trải qua.
Đây các bạn, thấy chủ ra hóng mát thì cũng đi ra theo. Thế nhưng mà đi về thì gọi về thì không về, cứ nằm lì ở ngoài đấy. Bây giờ là phải ra đón về đấy các bạn. Đây là cái con Ki mà con của con Bi mà vừa rồi nó sinh ấy. Cái con này thì rất là lanh lợi các bạn. Lúc nào người đi đâu cũng theo đấy. Cái chủ đi ra ngồi ngoài ghế đá cũng đi ra theo, nhưng mà gọi thì không biết đường về, xong là nằm lì ở ngoài đấy, giờ phải ra đón về. Thôi cũng nói chung là cũng khá là muộn rồi. Thì gia đình nhà em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video sau các bác nhé. Chúc các bác một buổi tối ngon giấc.